Như cho ban chỉ đạo huyện xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có việc thành lập các đoàn kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn huyện và tập trung kiểm tra những mặt hàng được người dân sử dụng nhiều trong dịp.